Vâng, xin chào tất cả anh chị. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với khóa học Content Marketing by Phan Anh, hướng dẫn các anh chị cách làm nội dung số trên mạng và sử dụng các cái nội dung số này để làm marketing với mục tiêu là tăng trưởng doanh số, bán hàng và thu hút khách hàng nhiều hơn. Được chưa ạ? Vâng, thế thì bài học này, cái video bài học tiếp theo này đấy chính là tôi chia sẻ với các anh chị một số những định dạng cơ bản của Content Marketing. Các anh chị lưu ý nhất, đây nó chính là format, tức là định dạng. Bởi vì bài sau ngay sau bài này thì tôi sẽ có một cái video mà hướng dẫn giới thiệu các anh chị rất nhiều những loại content marketing cụ thể. Thế đây là tôi đang nói về định dạng. Thì định dạng ở đây thứ nhất là định dạng bài viết. Ví dụ như là dạng text đấy, đúng không ạ? Tiếng Anh nó gọi là dạng text. Thì trong dạng viết thì có rất nhiều loại như là bài viết ngắn, bài viết dài, tản văn, rồi thì blog, đúng không ạ? Chuyện ngắn, tản chuyện, rồi thì tản mạn, rồi thì thơ, chia sẻ kinh nghiệm, phóng sự điều tra, vân vân, rất nhiều, đúng không? Đấy gọi là cái định dạng bài viết. Định dạng thứ hai là định dạng hình ảnh. Hình ảnh thì có thể có ảnh chụp sản phẩm, ảnh chụp phong cảnh đấy, ảnh chụp màn hình, ảnh feedback, ảnh đồ họa, ảnh infographic, ảnh này ảnh kia, rất nhiều, ảnh động, ảnh 3D, kiểu như vậy, đúng không? Định dạng số 3 là định dạng video. Định dạng video thì có video giới thiệu sản phẩm, video feedback, video phóng sự, video review, video đào tạo, video hài, video ca nhạc, phóng sự điều tra, phim ảnh, phim, đúng không ạ? Phim ngắn, phim dài. Đấy, rồi thì video quảng cáo trên truyền hình, rồi thì truyền hình, đúng không ạ? Live stream, định dạng live stream trên Facebook, trên YouTube, mà trên các cái công cụ có thể cho phép live stream, hoặc là những cái short video ngắn ngắn như dạng TikTok, vân vân. Một cái định dạng tiếp theo là định dạng app, tức là ứng dụng. Thì có app cho điện thoại, app cho Facebook, app cho website, app game, rồi thì app giải trí, app mua sắm, rất nhiều các loại. Đường link bản chất cũng là việc chia sẻ các cái bài viết từ các cái trang web, từ các cái blog mà thôi. Các cái tình huống nghiên cứu, đó cũng là thuộc về sách hoặc là ebook, đúng không? Các bản báo cáo chuyên ngành, vân vân. Các loại sách vở, các loại tài liệu, rồi thì các loại file để mà tham khảo nghiên cứu học tập như Word, Excel, PowerPoint, vân vân. Các loại webinar, các loại truyền hình trực tuyến, rồi thì các loại âm nhạc, các loại game, các bạn thấy không? Vô vàn các định dạng audio, radio đều được là cái định dạng như vậy. Thì tôi giới thiệu với các bạn là cái việc là làm content marketing thì nó có rất nhiều các định dạng, rồi thì sau trong cái phần các định dạng này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các loại content cụ thể. Tôi sẽ đưa cho các bạn danh sách rất nhiều các loại content cụ thể để các bạn bám theo cái danh sách này và các bạn cứ thế mà làm là ok nha. Và với mỗi một cái định dạng như này thì các bạn thấy rằng là nó sẽ cần các công cụ để sản xuất, nó sẽ cần thời gian để mà sản xuất, nó sẽ cần chi phí để sản xuất, và nó cũng cần công cụ để phát hành, đúng không? Ví dụ bạn sản xuất video thì thiết bị phần cứng bạn sẽ cần máy tính, điện thoại, máy quay, tôi giả sử như vậy. Phần mềm bạn sẽ cần phần mềm biên tập video Adobe, Video Premium hay là các cái phần mềm biên tập video khác. Thế rồi thì công cụ mà bạn phát hành đó chính là đưa lên YouTube hay đưa lên Facebook, kiểu như thế, hay đưa lên Vimeo, vân vân. Đó, các bạn đã hình dung ra là định dạng này, công cụ này, sản xuất và công cụ phát hành rồi chứ ạ? Thì tôi hy vọng rằng tôi đã giới thiệu cho các bạn một số những cái định dạng cơ bản trong cái quá trình mà các bạn làm content marketing, tức là làm marketing nội dung số, thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng những công cụ này. Và trong các bài học tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu thêm rất nhiều những cái nội dung khác nữa để các anh chị và các bạn có thể tham khảo và áp dụng cái công việc của mình một cách tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.